Thưa quý vị, chiều nay ngày 4 tháng 7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã đến dự buổi sinh hoạt thường kỳ của chi bộ khu dân cư số 1 An Thượng, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên chi bộ khu dân cư số 1 An Thượng bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo thành phố đã đến dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đảng viên tại cơ sở, đồng thời vui mừng trước kết quả đạt được về phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay. Khu dân cư số 1 An Thượng hiện có 70 hộ dân, trong đó có 62 đảng viên, chủ yếu là quân dân, đương chức và đã nghỉ hưu. Đây là một trong những chi bộ điểm đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại phường Mỹ An. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền, đảng viên và toàn thể nhân dân trong việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thời gian qua, cùng thành phố thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa ổn định phát triển kinh tế. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các đảng viên phải là đồng cốt tuyên truyền, đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, môi trường, đô thị, đặc biệt tăng cường quản lý người cư trú trong tình hình dịch bệnh như hiện nay.